Tớ ổn mới bắt thảm thêm một cuốc nữa nó. Yahoo! Quản bánh thuốc thủ y có ổn bẩn bác, cả này đi bánh khá giò. Mòn mới mua nhiêu, bánh sừng thay bác ha. Chào mừng ổn anh tớ lên bẩn thuyền tương lai. Cuối cùng, mày y tà thả đây. Ôi một lời thuốc khả sinh nó có thể bó ăn mình nữa. Còn mỏi cho thuốc khả sinh tớ đi, ó mắt chân. Một khi mình đã khả thuốc thì mình khuế đấy cho nó. Ất lời ơi. Tớ tỉa lại cho nó. Tớ nó cùi cả thơm cả ăn thuốc nhau mấy cứ chết. Chú Tuấn bác thảm ơi. Tính là vậy, ăn chi mà quên cắt lấy tất đấy thỉa. Ất lời, bác sĩ cách trỏ lá. Tân tôi mời tỉnh tương lai rế. Tân tôi mời thầy lưu viết quấn nó thùng kli thì giờ ní. Ở một lời thuốc kháng sinh no có thể bó ăn nọ. Thật ơ, tôi có thể vất nghe bảnh thuốc mà con tạo nghiệp nữa. Bởi khi mời từ cả ní, ở ngay hỏi mua thuốc cho củi ca thông cả là tôi bảnh. Nên, các bác cứ vô tư bảnh thuốc cho người đốc kiểm mà ở cả hóa đơn của bác sĩ thủ y thì có ngay hết tân thuốc kháng sinh đều ở cả tác dụng hay. Người bảnh thuốc, ở là theo quy định của pháp luật để đảm bảo lợi ích lâu dài. Ôi dồi, thuốc mà ở cả tác dụng thì ở ngay múa. Sau đấy con lão vài quy định nữa thì hóng. Chú Tuấn mần bác thả mắt chẳng, mấy chục năm ni bầu chưa phát minh tha cái loại thuốc kháng sinh nó mới. Cả ni vậy là nó. Cả ni đình ni, chú Tuấn bác thảm và khuyên người đốc kiểm hỏi ý kiến của bác sĩ thủ y, tớ mua cùng dùng thuốc kháng sinh vái bình, vái liêu, cùng vái như tiêm viết. Bác thầy thôn nọ khởi vái ra, ổn anh bằng thuốc thủ y ở cẩn thận thì vẫn cứ là ăn bên lô. Kháng sinh vái bằng theo tên. Ổn hiểu đấy, vái cẩn thận. Ở là đây khâu ốc cổng mà bài nửa bác giò. Dùng thuốc kháng sinh cẩn thận, nhắm đứa giòn lại lợi ích bên lô.